Chương 9. Bà Nguyệt đang ngồi trong nhà chờ cô, Thu Lam hỏi khẽ. Mẹ đã nghe hết rồi có phải không? Cái câu đó vẫn không thay đổi chút nào. Giải quyết vấn đề thật là đơn giản và hấp tấp. Nhưng dù sao, có người thương con như vậy, mẹ cũng xúc động. Con cũng vậy mẹ. Con với cậu ta không có duyên với nhau. Mỗi người có số phận cả. Không phải tự nhiên mà con vào nhà thằng Phong. Mình có nợ thì phải trả con à. Mẹ thì lúc nào cũng nghĩ về số phận của con người. Cho nên mẹ đã không làm gì để thúc đẩy mình chống đối với nhà chồng. Thu Lam nghĩ thầm một mình. Không biết có phải chịu ảnh hưởng tư tưởng của mẹ hay không, mà cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải thoát cho mình. Chỉ cố tìm kiếm hạnh phúc ngay trong nỗi bất hạnh của mình. Nếu bây giờ chạy trốn cuộc hôn nhân thứ nhất để xây dựng gia đình thứ hai, tưởng là hoàn mỹ trước mắt. Nhưng chắc gì cô được hạnh phúc trọn vẹn. Chắc gì cô và Tường sẽ không gặp những bất hòa. Lúc đó chẳng lẽ đạp đổ rồi lại xây dựng cái khác. Cứ đi tìm thì biết đến bao giờ mới có. Vì vậy mà cô cố chịu đựng để tìm cách dung hòa trong hôn nhân của mình. Hai người đàn ông ngồi với nhau trước hai ly cà phê. Phong trầm tĩnh, đúng bản lĩnh của người từng trải. Dù lòng anh đang sôi sục cảm giác cuồng giận, Tường mang vẻ bồn chồn khiêu khích. Với tâm lý bất ổn của một người bước vào trận đấu mà anh ta đặt tất cả nhiệt tình vào đó để giành lại người phụ nữ mà anh ta yêu. Chính tâm lý đó thúc đẩy anh ta hẹn với Phong để có cuộc gặp gỡ hôm nay. Cả hai mời thuốc nhau, châm lửa cho nhau với tất cả vẻ lịch sự bề ngoài. Sau đó lại có một phút im lặng, đo lường, quan sát bản lĩnh của nhau. Cuối cùng, Tường lên tiếng trước. Sau lần gặp đó, tôi nghĩ anh cũng muốn gặp tôi, gặp riêng tôi chứ không có mặt Thu Lam. Tôi nghĩ đúng không? Phong cười lạnh. Tại sao tôi phải muốn gặp riêng cậu chứ? Ngược lại tôi không hề có ý nghĩ đó, thậm chí ngạc nhiên về cuộc hẹn này. Tôi không tin. Cậu cứ gì không tin như vậy, tùy cậu. Tường rất khó chịu về cái vẻ đàn anh ở Phong. Nó làm anh có cảm giác mình lốc chốc. Anh ngồi thẳng lên, lấy tư thế đường hoàng. Hôm nay tôi gặp anh để nói về cuộc gặp lần trước. Vậy sao? Nói đi. Vẻ tỉnh bơ của Phong làm Tường thấy tự ái. Anh ta bèn nói thẳng. Tôi biết anh nghe tôi khuyên Thu Lam bỏ anh. Nếu chỉ xét bên ngoài thì tôi có phá hoại. Nhưng tôi thấy mình làm đúng, cho nên tôi rất mạnh dạn. Phong rất muốn đứng lên túm áo Tường cho anh ta một nắm đấm, nhưng anh chỉ cười khẩy. Vậy à? Anh muốn gì? Hãy đối đầu với tôi. Đừng im lặng rồi hành tội Thu Lam. Như thế không đáng mặt đàn ông. Phong lại cười. Tất nhiên, nhưng cậu lấy tư cách gì để dạy bảo điều đó? Tư cách là chồng Thu Lam hay nhân tình? Bị hỏi đột ngột, Tường hơi lúng túng. Anh đừng có mà nghĩ bậy. Tôi không phải là bồ của cổ. Chúng tôi không lén lút vụng trộm gì cả. Giọng Phong đầy châm biếm. Vậy mà tôi không biết cậu với Thu Lam là vợ chồng đấy. Chỉ có mối quan hệ như vậy, người ta mới tự cho mình cái quyền quản lý đối tượng. Tường chỉ ngắt ngứ chứ không nói gì. Thật ra với tư cách là bạn cũng không thể bênh vực nhau. Nhưng anh ta không biến tư duy đó thành lời nói cụ thể được. Nhất là anh đang bị bối rối vì cách châm chọc của Phong. Sau một hồi im lặng, Tường cố tập trung ý nghĩ để nói thẳng mục đích của mình. Lấy tư cách là đàn ông với nhau, tôi muốn anh và tôi cùng bình tĩnh phân tích vấn đề. Đừng thành kiến với nhau nữa. Nói thật với anh, Thu Lam không giấu tôi bất cứ chuyện riêng tư nào, và tôi rất đau lòng khi cô sống trong hoàn cảnh như vậy. Và cổ cũng nói với tôi, cậu có vợ rồi. Điều đó không quan trọng, chỉ cần Thu Lam ly dị, tôi sẽ làm tất cả cho cổ. Cậu là một tên khùng, dám nói với tôi điều đó. Đúng, đúng là tôi điên khi dám xen vào can thiệp gia đình của anh. Nhưng nếu anh là người chồng mẫu mực của Thu Lam thì tôi không có gan làm điều đó. Nói tiếp đi, tóm lại cậu muốn gì? Anh đã làm khổ vợ anh như vậy, sao không buông tha cổ đi? Sao không ly dị để cổ tìm hạnh phúc mới? Anh phải biết hy sinh chứ. Phong gật gù. Nếu ly dị, Thu Lam sẽ sống với cậu à? Còn tùy cổ. Nhưng tôi muốn anh nên giải phóng cho cổ, đừng ích kỷ làm khổ người ta nữa. Thật ra, tôi không thấy Thu Lam yêu cầu gì cả,
Nếu có tôi sẽ đồng ý. Mắt Tường lóe lên tia hy vọng. Anh nói thật. Tất nhiên. Vậy thì chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Chỉ sợ anh từ chối thôi. Anh quân tử lắm. Phong chợt hỏi đột ngột. Thu Lam yêu cầu cậu gặp tôi à? Không, ngược lại. Vậy mà cậu dẫn đến, liều thật. Động lực nào vậy? Muốn làm người hùng à? Tôi không muốn làm anh hùng rơm, cũng không muốn biến thành tên phá hoại. Nói thật, nhìn thấy Thu Lam sống trong hoàn cảnh như vậy, tôi không cầm lòng bỏ mặc cổ. Ngoài ra, còn lý do nào nữa không? Tôi muốn nghe chính cậu nói ra, dù tôi đã thừa biết. Tường có vẻ chưa nắm hết ý anh. Thế vậy, Phong nói thêm. Cái gì làm cậu đau lòng, muốn cứu giúp Thu Lam vậy? Anh hỏi để làm gì, đó là chuyện của tôi. Không, khi cậu đã xông xáo can thiệp chuyện nội bộ của người ta, thì cậu không giữ được cái riêng cho cậu, bắt buộc phải nói ra. Tường cúi đầu suy nghĩ, mặc dù liều lĩnh bất chấp, anh vẫn đủ lý trí để không nói thật. Không có can đảm thú nhận với chồng Thu Lam rằng, anh yêu cô đến mức mù quáng. Anh còn đang nghĩ ngợi, thì Phong đã lên tiếng, giọng đanh thép, vừa có chút chế giễu. Cậu tưởng mình ra đời là đã từng trải. Thực ra, dù sống thêm vài chục tuổi nữa, cậu vẫn là đứa con nít bợp chợp ngốc nghếch. Anh không được nói tôi như vậy. Khi cậu nhảy bổ vào chuyện người khác, thì cậu phải chấp nhận, để cho người ta nhảy trở lại chuyện riêng của cậu. Cách hay nhất là hãy câm miệng lại, chỉ nên nghe thôi. Tường rất lúng túng về thái độ thay đổi bất ngờ đó. Anh ta chưa biết phản ứng thế nào, thì Phong đã nói tiếp. Thứ nhất, tôi khuyên cậu tỉnh táo lại đi. Cậu đã từng thất tình vì Thu Lam, phải không? Bây giờ thấy cậu bất hạnh, cậu đau lòng chứ gì? Đã có vợ rồi, thì đừng nên tơ tưởng tới người yêu cũ nữa. Tôi chưa hề nói là tôi có tình cảm với cổ, anh nhớ cho. Phong nhếch môi như bảo, chỉ có con nít mới không hiểu. Nhưng anh không thèm nói ra, chỉ tiếp tục. Thứ hai, nếu có thật lòng lo cho Thu Lam, thì hãy kín đáo một chút. Hãy đứng bên ngoài khuyên cổ nên thế nào đó, chứ đừng nhảy bổ vào giải quyết. Cái đó là xâm phạm cá nhân của người khác. Tôi biết như vậy là lố bịch. Nhưng tôi có cơ sở để làm chuyện đó, bởi vì... Phong ngắt lời. Bởi vì tôi làm khổ Thu Lam, còn cô ta và cậu thì đã từng quý mến nhau. Nhưng cho dù trước đây, hai người là vợ chồng đi nữa, hiện tại cậu cũng không được quyền đâm đầu và giải quyết chuyện của người ta. Không được gì đâu. Anh ngừng lại, cười khinh khỉnh. Cậu láo táo đến nỗi, tôi không buồn xem là đối thủ của mình. Và anh rút tiền đặt xuống bàn, dành trả tiền cà phê. Anh không thèm bắt tay Tường, chỉ nói ngắn gọn. Nhớ từ đây về sau, đừng tìm tôi nữa. Anh kéo ghế bước ra ngoài, đi thẳng ra xe. Tường vẫn ngồi lại bàn, tức điên người vì cách cư xử cao ngạo của Phong, nhưng không dám làm gì manh động, chỉ nhìn theo một cách hằn học. Phong đã cố ý hạ gục Tường bằng vẻ phất tỉnh ăn lê của mình, chứ thật ra anh không phất tỉnh. Việc Thu Lam kể lể với Tường hoàn cảnh của cô ta đã xúc phạm anh sâu sắc, nhất là khi cô tìm sự đồng cảm ở bạn trai của mình. Từ trước giờ, Phong không hề nghi ngờ gì quá khứ của Thu Lam. Anh chỉ nghĩ đơn giản, một đứa con nít như cô thì chưa kịp có quá khứ. Thế mà anh đã phát hiện ra, trong hoàn cảnh như vậy, vừa bất ngờ vừa nghi ngờ, đau khổ, anh không hình dung nổi Thu Lam có thể giấu anh một chuyện như vậy. Đã vậy, Tường còn dám chủ động hẹn gặp anh, yêu cầu anh ly dị, thật là một sự xúc phạm không tha thứ. Phong rời quán cà phê và đi công chuyện cho đến tối. Khi anh về thì thấy Thu Lam đang ngồi nói chuyện với Phương. Cô rụt rè nhìn anh, Phong không muốn Phương biết, nên hỏi bằng một giọng rất là bình thường. Em lên lúc nào vậy? Lúc trưa. Em chờ anh về từ trưa giờ. Vậy à, sao không gọi điện cho anh? Anh chị nói vậy rồi bỏ lên lầu. Tiếng kêu ngạc nhiên của Phương vọng theo. Anh này lạ quá à, thấy chị Lam mà lạnh như nước đá vậy. Phong nhếch môi một cái, nhưng không quay trở lại để trả lời. Anh vào phòng khép cửa lại, đang cởi áo, thì Thu Lam đi lên, dáng điệu vẫn rụt rè như lúc nãy. Sao anh về tối vậy? Phải đi gặp một vài người bạn, có chút việc. Phong đáp và chậm rãi quay lại nhìn cô, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cô. Lúc sáng, bạn trai em có đến gặp anh, yêu cầu anh chủ động ly dị. Anh trả lời là anh không từ chối và không làm khó dễ em. Hả? Đôi mắt Thu Lam thức sắc nhìn lại anh rồi hấp tấp.
em không hề biết chuyện này và không có ý như vậy. Không phải. Phong hỏi mỉa. Em nói thật mà, quả thật em đã sợ nên lên đây, thế mà vẫn không kịp. Thu Lam tức đến phát điên, Tường thật là ngang nhiên, toàn là làm theo ý nghĩ chủ quan của anh ta. Để bây giờ cô càng nặng tội thêm đối với Phong. Cô nói quýnh quán khi thấy cặp mắt đầy nghi ngờ dò xét của anh. Em không muốn ly dị đâu. Cũng không ngờ Tường nói với anh chuyện này ngoài ý muốn của em, anh đừng giận em nghe. Em có một người bạn yêu em đến mức trở thành sốc nổi. Thu Lam hoang mang nhìn Phong. Không hiểu nhận xét đó là thật lòng hay ác ý, cô dè dặt. Anh nói vậy là sao? Anh ngạc nhiên là em đã giấu anh một mối quan hệ như vậy trong bao nhiêu năm nay. Em đã giải thích với anh rồi, em không có ý giấu. Phong nghiêm nghị. Đủ rồi, đừng giải thích thêm, anh không nghe. Em tưởng anh tức vì hắn đến tìm anh sao? Anh không quan tâm chuyện đó. Nhưng anh không thể tha thứ những việc làm có ý xúc phạm của em. Em đã làm gì xúc phạm anh? Em không cố ý như vậy. Dù có cố ý hay không, thì em đã chạm vào lòng tự trọng của anh. Khi anh có lỗi, em có thể mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được. Vậy mà em không làm vậy, lại đi khóc lóc với người bạn mà em biết là yêu em, để anh ta có quyền coi thường anh. Em... Nhưng Phong không để cho cô mở miệng, anh khoát tay chặn lại. Đừng nói gì hết, nhìn việc em làm cũng đủ rồi. Từ đây về sau, anh không muốn suy nghĩ hay quan tâm đến việc làm của em nữa. Muốn sống thế nào là tùy ở em. Thậm chí nếu cần ly dị thì anh cũng sẵn sàng. Thu Lam kinh hãi nhìn Phong, cố tìm hiểu xem anh có nói thật không. Vẻ mặt cứng rắn của anh làm cô chới với. Cô không hiểu nổi cái gì đã làm cho anh phẫn nộ như vậy. Chuyện vô tình của cô nghiêm trọng đến như vậy sao? Thu Lam nói như văn vĩ. Anh cứ la em, đánh em cũng được, nhưng đừng coi em như người dưng. Như vậy thì em sống ở đây với ai bây giờ? Tùy em, nếu không thích, em có thể về nhà mẹ em. Anh gây ra cho em những chuyện trầm trọng hơn vậy, em vẫn cắn răng chịu đựng. Còn lỗi của em không đáng, anh lại xử thẳng tay. Lúc nào em cũng chịu thiệt thòi cả. Nét mặt của Phong vẫn lạnh băng. Em vẫn còn đường để mà giải thích đấy. Có lẽ anh chỉ biết đem tai họa đến cho em. Đàn ông như anh đáng bỏ đi lắm. Em không nên chịu đựng. Thu Lam chợt bật dậy, nhào đến úp mặt vào ngực Phong, bấu chặt vào người anh. Cô nói với sự xúc động tột cùng. Em biết anh tức em, nhưng đừng quá đáng như vậy. Suốt từng nay em nhớ anh vô cùng. Anh không xuống là em trông ngồi trông đứng. Anh cư xử như vậy, em thấy bất công quá. Khuôn mặt Phong vẫn trơ trơ không lay chuyển. Anh gỡ tay Thu Lam ra khỏi người. Từ đây về sau, đừng đòi hỏi ở anh sự quan tâm nữa. Cũng đừng quan tâm đến anh. Anh bước qua một bên như tránh Thu Lam. Cô thất vọng bước lùi ra sau, đứng dựa vào bàn. Tự nhiên cô nhớ lại thái độ lạnh nhạt của anh trước đây. Trước đây thì cô có thể quen, nhưng bây giờ, sau khi đã sống mặn nồng với nhau, cô không thể chịu đựng cách sống như người dưng đó. Thu Lam không ngờ Phong đối xử quyết liệt như vậy. Đêm đó, anh không ngủ trong phòng của hai vợ chồng, mà qua phòng bên cạnh, giống như anh đã tránh né lúc mà mới cưới về. Buổi sáng khi cô thức dậy thì mọi người đều đã đi rồi. Trong một tháng cô về nhà mẹ mình, cô sống ở đây vẫn không có gì thay đổi. Phong vẫn đi suốt ngày, bà Định đi chơi suốt ở các sòng bài hoặc là đi du lịch với mấy bà bạn. Gia đình không còn cơ sở như xưa, nhưng bà vẫn tiếp tục nếp sống phong lưu. Chỉ có Phương là ý thức được hoàn cảnh mới. Cô đã đi làm cho một công ty, chứ không sống bệ rạc như Nhã Trân. Buổi sáng chỉ có Thu Lam và Nhã Trân là rảnh rỗi, nhưng cô nàng ăn chơi ấy giờ đây như một chiếc bóng. Suốt ngày chỉ rút trong phòng, buông vật vờ cho quá khứ của mình. Thu Lam có tâm trạng mọi thứ đều như xưa, có điều bây giờ cô không còn bị ai áp bức nữa. Còn nếu cô có Hà Khắc thì cô có thể trút căm giận vào bé Trí, nhưng cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Thằng bé vẫn được giao cho chị bếp trông nom. Khi Thu Lam đi xuống sân thì thấy chị đang cho nó ăn. Cô đến ngồi bên cạnh nhìn nó, rồi đưa tay đón chén cháo. Để em đút cho nó,
chị lo dọn dẹp đi. Thấy chị ta có vẻ ngần ngại, cô mỉm cười cầm chén. Không sao đâu, em cũng rảnh, để em phụ chị. Cô múc một muỗng cháo, đưa tới miệng nó. Thằng bé há miệng ăn một cách gọn ghẽ. Cặp mắt đen lái của nó nhìn cô. Cái nhìn trong sáng của trẻ con làm cô thoáng động lòng. Một đứa bé vô tư như vậy, đâu có tội gì phải chịu ác cảm của người lớn. Cô cho nó ăn, rồi thả nó xuống thảm cỏ chơi. Nhìn thằng bé chạy lăng quăng trên cỏ, cô lại nghĩ về Phong. Chứng tích tội lỗi của anh sờ sờ ngay trước mắt. Quá ư tàn nhẫn, vậy mà cô phải chịu đựng. Trong khi lỗi của cô rất nhẹ, anh đã phản ứng thẳng tay. Anh chỉ làm theo tự ái, chứ không nghĩ gì tới cô cả. Trần đi tới đi lui trước ngôi biệt thự kính cổng cao tường. Đã mấy ngày, hắn lãng vãng ở đây rình rập hải quyên. Nhưng không khi nào thập cổ được người đàn bà đê tiện đó. Cô ta trốn hắn rất kỹ. Cô ta càng trốn, sự tức giận trong hắn càng cháy ngùn ngụt. Và hắn thề sẽ không rời khỏi đây, khi nào chưa tóm được cô ta. Trần đến bấm chuông, nhưng hôm nay không có nghe nó kêu. Vậy là cô ta cho cắt điện. Hắn nghiến răng, tức giận cực độ. Hắn lùi lại đôi chiều cao của tường bằng mắt. Những mảnh chai ghim tu tủa chỉ hù được những người nhát gan, chứ không dọa được hắn. Và hắn lẳng lặng bỏ đi. Rất may cho Trần, hắn vừa bước vài bước thì nghe tiếng mở cửa. Hắn quay phắt người lại, một người đàn bà lớn tuổi đi chợ về đang lay quay mở cổng. Trần đoán đó là người giúp việc của Hải Nguyên. Hắn đi nhanh đến cười nhã nhặn. Xin lỗi, bà cho tôi gặp bà chủ, bà ý thức chưa nhỉ? Người phụ nữ nhìn Trần từ đầu đến chân, bộ dạng của hắn làm bà cảnh giác ngay. Chú tìm bà chủ có chuyện gì không? Chú có lộn địa chỉ không đó? Bà chủ mà quen biết với chú à? Trần dúi vào tay bà mấy tờ giấy bạc màu xanh, vẫn cười niềm nở. Bà nhận cho và vui lòng cho tôi vào nhà. Tôi là bà con với cô Hải Quyên đấy. Nhưng bà chủ dặn tôi không cho một thanh niên nào vào nhà. Chắc người đó là cậu, sợ... Trần ngắt lời. Có lẽ bà lầm với ai rồi. Tôi bảo đảm, tôi không làm bà bị đuổi việc. Bà giúp việc tần ngừng một chút. Cuối cùng, bà hé mở cổng. Trần thoát nhanh vào. Hắn chạy nhanh vào phòng khách, quan sát, rồi phóng lên tầng trên. Hắn đứng định hướng, tìm khung cửa sổ, mà đứng dưới đường, hắn hay thấy bóng của Hải Quyên thấp thoáng. Trần nhắm phòng Hải Quyên, đẩy cửa lẻn vào, khóa trái cửa. Hải Quyên còn ngủ trên giường. Không nói không rằng, hắn bước tới, nắm cổ áo cô kéo mạnh, buộc Hải Quyên phải ngồi lên. Dậy đi. Bị đánh thức đột ngột, Hải Quyên giật mình choàng mắt. Thấy khuôn mặt gớm ghiếp của Trần kề sát mặt mình, cô ta muốn đứng im. Cô ta hét lên thất thanh. Trần vội bóp miệng cô ta lại. Không được la, nếu cô không muốn chết. Hành động chớp nhoáng như phim xã hội đen của Trần, thế mà có tác dụng khống chế đối phương. Hải Nguyên sợ cực độ, không dám kêu lớn. Cô còn đang rụng rời thì Trần đã phủ xuống cô một trận đòn, trút hết tất cả căm giận tích tụ. Hắn im lặng mà đánh, không một tiếng kết tội. Đến khi thấy Hải Quyên tơi tả muốn xỉu, hắn mới ngừng tay. Trong cuộc đời hưởng thụ lọc lừa của mình, Hải Quyên từng bị nhiếc móc, hăm dọa, nhưng cô vẫn nhân nhẫn phẫn phơ, vì chưa ai làm gì được cô. Đây là lần đầu tiên có một trận đòn phủ đầu làm cô khiếp hãi thật sự. Nhất là người đó là Trần, tên ma cô mà cô từng bao. Cái tên mà chỉ có cô mới biết được sự hung bạo của hắn. Cho nên cô run người, lên cơn sốt. Cái cách xuất hiện bất ngờ của hắn làm cô thấy thật sự bị đe dọa. Trần ngồi bừa lên bàn phấn của Hải Quyên, chờ cho cô ta tỉnh trí lại rồi bắt đầu chất vấn. Ngồi cho đàng hoàng lên đi, rồi nghe tôi hỏi tội của cô. Đừng có ý định kêu ai. Nếu cô mà la một tiếng, tôi bẻ cổ cô ngay. Hải Quyên sợ thắt cả cổ họng, không dám nói tiếng nào. Trần hỏi cộc cằn đe dọa. Có phải cô đã dàn xếp vụ đánh lộn đó để đưa tôi vào tù không? Hải Quyên sợ quá, không dám hó hé. Đợi đến lúc bị quát lên, cô mới quýnh quán gật đầu. Cô tưởng hắn sẽ nện cho cô mấy cái, nhưng rất là lạ, hắn vẫn ngồi yên. Cô sợ tôi cản trở cô có chồng, đúng hơn là muốn rũ bỏ cha con tôi. Cho cô rảnh tay rảnh chân có phải vậy không? Hải Quyên im thinh thích, cô lạnh người khi thấy hắn bước xuống đi về phía cô. Hắn đặt tay lên cổ cô rồi gằn giọng.
cô giấu đứa nhỏ ở đâu? Nói mau. Giọng Hải Quyên tắc nghẹn. Em giao nó cho anh Phong nuôi rồi. Trần bật ngửa kinh ngạc. Giao cho thằng Phong? Dạ. Vậy mà tôi tưởng cô mướn người nuôi đó. Cô đúng là đồ khốn nạn. Anh Phong không biết đó là con của anh. Trần nghiến răng, chuyển giọng căm hận tột cùng. Nhưng nó còn có vợ nó. Mày không sợ vợ nó hành hạ con tao sao? Mà nó cũng đâu có thương gì thằng nhỏ. Sao mày ác quá vậy? Mày có còn là con người không? Hắn ngừng lại, nghiến răng trèo trẹo. Sao mày vô trách nhiệm quá vậy? Ích kỷ quá vậy? Bỏ mặc con tao cho người khác ức hiếp nó. Con tao còn nhỏ quá, nó đâu có biết tự vệ. Trời ơi, mày khốn nạn lắm. Em lại anh, em ngu dại làm lỗi, anh tha cho em. Dẹp ngay cái giọng xin xỏ đó đi. Nếu đập được tao thì mày đã đạp rồi. Bây giờ không đập được thì mày năn nỉ lại lục. Chuyện đó tao quá biết rồi, đồ hèn. Hắn buông một tiếng chửi thề khủng khiếp, đến nỗi Hải Quyên vốn đã chai sạn cũng phải chối tay nhục nhã. Cô run sợ muốn xỉu đi. Trần siết mạnh tay vào cổ Hải Quyên để khủng bố tinh thần của cô. Bây giờ mày phải hứa với tao điều này và phải thực hiện cho được, nếu không mày sẽ chết với tao. Dân dân, nghe đây. Thứ nhất, tao sẽ sinh lại đứa nhỏ, chính tao sẽ nuôi nó, còn mày thì phải cấp dưỡng mỗi tháng cho cha con tao, mà là phải sống đế vương kìa. Được, em không dám cãi anh. Tốt, khôn hồn đấy. Còn nữa, để phòng xa cho tương lai nó, mày phải mua riêng cho nó một bảo hiểm với mức cao nhất. Hải Quyên phản đối yếu ớt. Nhưng em đâu có nhiều tiền như vậy. Lão ta thật ra rất keo kiệt. Em kệ mày. Môi tiền đàn ông là sở trường của mày. Mày làm sao đó, cho có thì mày làm. Hải Quyên vẫn cố thuyết phục. Em lại anh, cái đó em nói thật. Lão ta không cho nhiều tiền như anh Phong trước kia. Mặc kệ mày, thì cứ lấy trong nhà thứ gì đó mà bán, tao không cần biết. Hải Quyên khốn khổ gật đầu. Cô ta cảm thấy ngày tàn của mình đã đến. Oan gia đeo đẳng mãi, không dứt ra được. Nhưng cô quá khiếp sợ Trần, nên không dám có ý nghĩ ám hại hắn. Một lần vào tù, hắn càng trở nên hung bạo, đến nỗi cô đâm ra hối hận về việc làm của mình. Chắc cô đừng làm hắn ở tù, có lẽ hắn sẽ còn nghe lời cô. Hắn sẽ nhận tiền mà không dám đòi hỏi. Bây giờ nghĩ đến việc phải chu cấp cho cả hai cha con, cô thấy cả một gánh nặng đè lên vai. Một cảm giác mà cô không quen có từ trước đến giờ. Cô đã từng đòi hỏi Phong, nên cô biết lòng tham cứ làm con người muốn lấn tới. Bây giờ bị Trần đòi hỏi, lấy đâu ra tiền để cung phụng hắn? Mày đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Hải Quyên không hay Trần đang đo lường phản ứng của cô, sợ cô vạch ra mưu mô. Hắn nắm tóc cô, lật ngửa ra sau. Nếu mày có âm mưu quật lại tao, tao sẽ giết chết mày như chiếc côn trùng, mày hiểu chưa? Hải Quyên nghe tim đập giật từng nhịp, rụng rời cả người. Cô gật đầu liên tục. Em không dám thế. Tốt. Thấy Hải Quyên len lén nhìn đồng hồ, Trần đập vai cô một cái. Lão chưa về đâu, đừng sợ. Nghe cách nói đó, Hải Quyên biết hắn đã theo dõi cô rất kỹ. Một luồng ấn lạnh dọc xương sống. Cô tuyệt vọng khi biết từ nay mình sẽ nằm trong tay hắn như con cá nằm trên thớt. Chỉ cần nhảy ra thì sẽ bị bóp chết ngay. Trần giật nói như ra lệnh. Bây giờ đi với tao, đến nhận lại con cho tao. Hải Quyên không dám cãi, cô riu riu bước xuống giường, đến mở tủ thay đồ, trước con mắt khinh khi của Trần. Khi hai người đến, thì thấy Thu Lam và bé Trí ngồi trong sân. Thằng bé chơi quanh quẩn bên những khóm hoa. Thu Lam ngồi trên thảm cỏ vẻ mặt tư lự. Thấy hai người đứng ngoài cổng, cô giật mình hồi hộp lo ngại, nhưng vẫn bước ra mở cổng. Hải Quyên dè dặt. Tôi đến thăm con tôi, được không? Thu Lam đẩy rộng cửa. Chị vô nhà đi. Vừa nói cô vừa nhìn thoáng qua Trần, ấn tượng đầu tiên là không yên tâm. Anh ta có vẻ là dân anh chị. Nó làm cô liên tưởng tới những người theo băng nhóm, và cô sợ anh ta. Không hiểu sao Hải Quyên quen với anh ta. Ngược lại với Thu Lam, Trần nhìn cô một cách thiện cảm hiền lành. Cảnh Thu Lam chơi với con hắn làm hắn xúc động muốn khóc. Cảm giác mà từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ có. Hắn nhìn bé Trí đứng bên tảng đá và chợt đi nhanh đến bồng nó lên. Thấy người lạ, thằng bé sợ khóc ré lên. Nó nhoài người qua đội Thu Lam.
Cô bồng nó nhỏ nhẹ. Không sao đâu, con đừng sợ. Cô quay qua Hải Quyên. Chị vô nhà chơi. Trần có vẻ ngại, anh ta lên tiếng. Dạ, chị cứ để tụi tôi ở đây được rồi. Không cần vô nhà, tôi chỉ tới một chút rồi đi liền. Thấy Hải Quyên có vẻ nghe lời hắn, Thu Lam gật đầu. Vâng, anh chị ngồi chơi. Tiếp khách ngoài sân thế này có hơi bất tiện, nhưng thật lòng, Thu Lam cũng không muốn ngồi lâu với Hải Quyên, nên cô không mời thêm nữa. Cô và Hải Quyên ngồi xuống băng đá, Trần thì ngồi bừa trên bục xi măng trước mặt hai người. Anh ta không ngớt nhìn bé Trí, vẻ mặt hiền từ của anh ta thật trái ngược với tướng tá ngầu ngầu kia, làm cho Thu Lam cũng thấy lạ lạ. Mà điều làm cô lạ nhất là cử chỉ thuần thục của Hải Quyên. Cô ta hiền hẳn đi, chứ không vinh váo như trước kia, thật lạ. Thu Lam chờ Hải Quyên đưa tay bồng thằng bé, nhưng cô ta có vẻ không quan tâm đến nó. Tâm trí của cô ta đang hỗn loạn, cô ta cứ ngồi im, không biết mở đầu như thế nào. Thu Lam thấy hai người cứ im hoài, cô bèn lên tiếng cho không khí bớt ngượng ngạo. Nó ngoan lắm, xa mẹ nhưng không có khóc, ai giữ cũng được cả. Vậy hả? Trần lên tiếng. Nó có hay bệnh hoạn vậy không chị? Ăn ngủ tốt chứ hả chị? Thu Lam rất ngạc nhiên khi người hỏi câu đó là hắn, nhưng cô cũng trả lời. Nó không bệnh hoạn gì cả, thỉnh thoảng cũng có sổ mũi chút ít rồi thôi. Cảm ơn chị đã săn sóc nó, tôi đội ơn chị lắm. Trần bật ra một cảm xúc. Thu Lam càng ngạc nhiên dữ. Cô quay qua nhìn Hải Quyên một cái rồi cười nhẹ. Không có gì, nó cũng dễ thương lắm. Chị thật sự không ghét nó chứ? Nó là con nít, tôi cũng thích trẻ con, nên giữ nó cũng không thấy ngán. Chị thật là một thiên thần. Thu Lam đỏ mặt nín thinh. Cô không quen nghe cách tán tụng quá đáng như vậy. Hình như hắn có gì đó không bình thường. Hải Quyên suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ta cũng tìm được cách để nói. Cô ta ngó nghiêng vào nhà. Anh Phong có nhà không chị? Không, anh đến công ty lúc sáng lận. Tôi định đến nói một chuyện quan trọng, nhưng không có ảnh ở nhà thì hay hơn, nói ra sợ ảnh nóng rồi có chuyện nữa. Tự nhiên Thu Lam thấy hồi hộp. Người phụ nữ ma quái này đã từng là nỗi ám ảnh của cô, nên khi nghe cô ta bảo lại có chuyện quan trọng, cô thấy phập phồng lo. Cô cố nói bình thản. Chuyện gì? Chị cứ nói với tôi đi. Hải Quyên đưa mắt nhìn Trần như hỏi ý, rồi cười gượng gạo. Nói điều này, chị đừng nguyền rủa tôi. Hôm nay tôi đến muốn nhận lại con. Thật ra không phải là... Cô ta ngừng bặt, không đủ can đảm mở miệng. Trần nói một cách cộc cằn. Đã nói rồi thì tiếp tục đi. Xem ru vậy, không dám à. Hải Quyên nuốt nước miếng, nói một cách khó khăn. Nó là con của tôi với anh Trần. Vì vậy, chị nói anh Phong, cứ yên tâm giao nó cho tôi. Tôi không vội vĩnh tiền bạc gì nữa. Thu Lam tưởng mình nghe lầm, cô buộc miệng. Không phải con anh Phong sao? Chị không đùa đấy chứ? Tôi nói thật, con của anh Trần đấy. Nếu không thì anh ấy đâu có đòi bắt con. Chị lại muốn giở trò gì nữa đây? Trần xen vào, giọng nhẹ nhàng kính trọng. Hãy tin tôi đi chị Lam à. Nó là con tôi, và bây giờ có điều kiện nuôi, nên tôi muốn bắt nó về. Tôi không phải tống tiền anh Phong. Nếu tống tiền thì tôi nói thật làm gì? Hy vọng anh Phong không làm khó tôi. Trời ơi, thật là khủng khiếp ghê sợ. Thu Lam nghĩ thầm. Cô nhìn hai người một cách lo ngại, như muốn bỏ chạy, nhưng vẫn không nói gì. Trần hiểu ý nghĩ của cô qua ánh mắt, qua cử chỉ né người vô tình. Anh ta không thấy tự ái, mà cho là chuyện đương nhiên. Anh ta vẫn giữ vẻ nhún nhường. Tôi biết chị là người đạo đức, chị không hiểu nổi những mánh khóe của người khác. Nhưng trong chuyện này, chị cứ yên tâm. Tôi là cha đứa bé, tình cha con mà. Không ai bỏ được cả, cho nên vừa ra tù, tôi lo tìm con tôi ngay. Thấy Thu Lam cũng căng thẳng quá, anh ta cố nói dịu dàng hơn. Có thể chị sợ chúng tôi dùng cái này để gạt gẫm anh Phong, vòi tiền. Không có đâu chị à. Xin chị cứ tin ở tôi. Anh ta ném cho Hải Quyên tia nhìn khinh miệt, rồi nói tiếp. Có những người đàn bà vô lương tâm bỏ con, nhưng không phải người đàn ông nào cũng vậy. Nếu chị không tin cô ta, thì hãy tin tôi. Không hiểu sao Thu Lam tin anh ta ngay. Trực giác giúp cô hiểu anh ta nói thật. Nhưng sự việc đột ngột và nghiêm trọng quá khiến cô không sao trấn tĩnh nổi. Thấy hai người nhìn mình chờ ý kiến, cô đứng bật dậy.
Chuyện này ngoài khả năng giải quyết của tôi, để tôi gọi anh Phong. Cô chạy vào nhà gọi điện cho Phong, giọng cô run rẩy vì xúc động. Chị Quyên và một người nữa tự nhận là cha bé Trí đến nhận nó về nuôi. Họ đang ở nhà mình chờ. Anh về ngay nhé, em sợ lắm. Hình như Phong cũng bị đột ngột. Anh lặng thinh khá lâu rồi nói bình tĩnh. Chờ đó đi, anh về ngay. Thu Lam đặt ống nghe xuống rồi trở ra ngoài. Ở ngoài sân, Trần đang ngồi gần bé Trí, dụ dỗ tìm cách bồng được nó. Còn Hải Quyên thì xoay trở trên ghế với vẻ bất ổn. Thấy Thu Lam, cô lẩm bẩm. Có thêm anh Phong, sự việc sẽ lôi thôi hơn. Thật ra cô rất sợ gặp Phong, đúng hơn là sợ bị đánh một chập nữa. Phong không phải là người chịu đựng. Bây giờ biết bị cô lừa gạt động trời thế này, chắc gì anh sẽ phản ứng nhẹ nhàng. Nếu anh ta bóp cổ cô, chưa chắc Trần đã cản. Vừa mới bị trận đòn táo bạo lúc nãy, cô hãy còn khiếp đảm, chưa lấy lại tinh thần. Nếu đến lượt Phong thì... Hải Quyên ngồi bóp bóp tay, mắt liếc ra cửa, trống ngực đập loạn xạ. Cô hối hận là lúc nãy đã không quyết liệt cản Thu Lam, để bây giờ cứ phập phồng lo sợ Phong vậy. Có tiếng xe đậu trước cổng, Hải Quyên giật bắn người, nhìn ra ngoài. Phong đi nhanh vào, anh nhìn cô rồi đưa mắt qua Trần, giọng khô khan. Có chuyện gì vậy? Thu Lam lên tiếng. Lúc nãy em đã nói rồi, anh nên tin đi, vấn đề là anh có đồng ý trả con cho họ không thôi. Trần bước tới trước mặt Phong, chìa tay ra. Chào anh, chắc anh còn nhớ tôi. Phong không thèm bắt tay Trần, cũng không thèm nhìn đến Trần. Anh ngó Hải Quyên chăm chăm và hỏi y như Thu Lam đã hỏi. Cô định giở trò gì nữa đây? Hải Quyên liếm môi. Tôi không muốn liên lạc với anh nữa đâu, nhưng anh Trần bắt tôi phải giao con lại cho ảnh, nên phải giải quyết cho xong. Tôi muốn chính cô khẳng định đứa con này là con ai. Con của Trần, lúc đó anh bỏ tôi, nên tôi phải làm như vậy để... Cô chưa nói hết câu, Phong đã vung tay lên. Một cái tát như trời giáng làm Hải Quyên qua mắt, lạng hoạng ngã sấp xuống đất. Cô chưa kịp chống đỡ thì Phong đã giáng thêm mấy bạt tay, khiến cô tưởng như đầu mình vỡ ra, máu từ mũi chảy xuống, đau kinh hoàng. Phong nhìn cô vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi không đánh để trả thù, chỉ muốn cho cô một bài học, để cô biết rằng sự xảo quyệt nào cũng có cái giá của nó. Đặc biệt là cô phải hiểu, người ta cũng có phản ứng, dù thế này là quá nhẹ với cô. Anh kéo mạnh tay Hải Quyên, bắt cô phải đứng lên, cho cô thêm một vài cái tát. Không như Trần lúc nãy, anh trừng phạt một cách thản nhiên, từ tốn mà nặng tay. Vậy mà vẻ thâm trầm đó đối với Hải Quyên cũng đáng sợ như cách hăm dọa của Trần lúc nãy. Trần thản nhiên nhìn Hải Quyên, nhận sự thô bạo. Đối với hắn, cô bị trả thù thế nào không quan trọng, miễn là cô ta còn sống để chu cấp cho hắn. Với lại, hắn đang sợ Phong không cho nhận lại con, nên muốn lấy lòng Phong bằng sự im lặng. Thấy máu, Thu Lam qua mắt nhìn chỗ khác, rồi cô kêu lên. Tại sao anh không cản? Anh muốn để chị ta chết sao? Trần cười khẩy. Với loại rắn độc đó, không đập đầu nó thì nó sẽ cắn mình. Cô đừng mềm lòng như vậy. Anh thật là... Cô bỏ giữa chừng câu nói vì thấy Hải Quyên quẹt máu, làm mặt cô ta trông thật dễ sợ. Quên cả mối quan hệ hiện tại giữa mình và Phong, cô kéo tay anh lại. Sinh tàn nhẫn vậy, dù sao chị ta cũng là phụ nữ mà. Phong hất tay cô ra, quay lại nhìn tận mặt cô. Đôi mắt nhiều, rắn đanh. Em biết một trong những điều mà người đàn ông ghét nhất ở phụ nữ là gì không? Là sự lừa dối xảo quyệt đó. Thu Lam buông ngay anh ra, đứng trân người. Cô hiểu câu nói đó không dành riêng cho Hải Quyên. Phong nhìn Hải Quyên với vẻ ghê tởm, mênh mông. Từ lâu rồi, tôi vẫn nghi ngờ nó không phải là con tôi. Tôi không cảm nhận được chút tình cảm cha con nào tôi dành cho nó, nhưng tôi buộc phải im lặng vì cao thượng xuẩn ngốc của một người đàn ông. Anh quay qua Trần. Tôi không cần biết anh có mưu mô gì mới nữa không, nhưng tôi giao ngay đứa nhỏ này cho anh. Và các người không thể khống chế gì được tôi nữa. Chờ làm giấy tờ hợp thức quá, nó là con của anh, anh có thể đưa nó đi được đó. Trần không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, hắn mừng rơn. Cảm ơn anh. Bây giờ hai người cút đi, đừng để tôi thấy mặt nữa. Nói xong anh bỏ vào nhà. Trần thả bé Trí xuống đất, nói với Thu Lam. Cô Nhi chồng chị đã đồng ý rồi,
Nhờ chị trông nom con tôi vài ngày nữa. Làm giấy tờ xong, tôi sẽ đến đón nó đi ngay. Ơn của chị, tôi không dám quên. Tôi đâu có làm gì đâu mà bảo là ơn. Chị đã không hành hạ con tôi, lại còn chăm sóc nó, đối với tôi là cái ơn lớn. Tôi hứa có dịp sẽ trả ơn chị. Thu Lam nhìn anh ta một cách thiện cảm. Người ta bảo hổm dữ không ăn thịt con, quả không sai. Con người xảo quyệt này không đến nỗi xấu xa lắm với cách thương con của anh ta. Điều đó làm Thu Lam càng ác cảm với Hải Quyên. Cô nói như hứa. Anh cứ lo chuyện của anh, bao giờ đến đón cũng được. Tôi giữ nó thêm vài ngày nữa cũng không sao. Trần cúi xuống hôn đứa bé, rồi đứng lên, giọng cộc lốc khi hỏi Hải Quyên. Về nổi không? Hải Quyên mở bóp lấy gương ra soi mặt. Vết máu và vết bầm làm mặt cô xấu không thể tưởng. Cô xin Thu Lam nước để rửa, rồi theo Trần ra về. Ngồi trong taxi, cô ngã đầu vào nệm, nghe đau nhức hành hạ. Nhưng cái đau hiện tại không làm cô suy sụp tinh thần bằng tương lai đen tối. Từ đây về sau, cô phải chịu sự khống chế của Trần. Nếu cô có thú thật với ông Đại về quá khứ với hắn, cho rằng ông ta chấp nhận, nhưng còn đứa con, sợ rồi nó trầm trọng quá, ông ta sẽ kết luận cô gạt gẫm, rồi sẽ hắt hủi. Đằng nào cô cũng khổ như nhau. Nhưng cứ giấu ông ta thì tiền đâu để cô chu cấp cho Trần? Lén lút ăn cắp những thứ trong nhà thì rồi ông ta cũng sẽ biết. Càng nghĩ, Hải Quyên càng lo sợ cuồng loạn. Nếu trước đây đứa con là cứu cánh của cô thì bây giờ nó là tai họa. Sống mà bị sức ép oan nặng như thế, sao cô muốn chết đi cho rồi. Thu Lam khép hai vạt áo ngủ vào sát người, nhẹ nhàng mở cửa đi ra hành lang. Cô gõ nhẹ vào cửa phòng bên cạnh. Tiếng phòng vọng ra khô khốc. Ai đó? Thu Lam không trả lời, cô nép vào tường đứng chờ. Phòng mở cửa bước ra, thấy Giang đứng lặng lẽ và cái nhìn nửa chờ đợi, nửa trách móc của cô. Anh hỏi khô khan. Khuya rồi sao không ngủ? Em không ngủ được. Vậy em gọi anh làm gì? Phong hỏi dù biết cô muốn gì. Thu Lam nói nhỏ. Em muốn qua với anh. Nhưng anh mệt lắm và bên đây không rộng rãi gì. Không có chỗ cho em, về phòng đi. Không. Vừa nói, cô vừa lách người vào bên trong. Cô khép cửa lại, rồi quàng tay qua cổ Phong, nhón chân lên, môi chạm vào môi anh. Cô chủ động hôn anh với tất cả sự háo hức nhớ nhung. Nhưng Phong sắt đá ngoài tưởng tượng của cô. Anh đứng yên, không đáp trả, rồi cuối cùng giữ đầu cô lại, giọng tỉnh táo. Em nghĩ rằng em có tình cảm nhiệt tình với anh, nhưng ngược lại thì không phải. Anh không tìm thấy cảm giác đó ở em. Đừng đòi cái mà anh không thể cho. Thu Lam đứng yên, hai tay buông xuôi, rồi cô ngước lên, nước mắt ngần ngấn, giọng trách móc. Anh sắt đá lắm. Phong không trả lời, chỉ đến ngồi trên giường, giọng lạnh tanh. Em về phòng ngủ đi. Không. Phong nhìn qua cô, có lẽ anh ngạc nhiên vì sự chống đối bất ngờ đó. Em muốn gì? Em cứ tự hỏi, lỗi của em có nặng đến mức bị anh cư xử như vậy không? Anh quá đáng lắm. Phong nhìn chỗ khác. Bây giờ khuya rồi, anh không muốn bàn về chuyện đó, anh cần phải ngủ. Em không cho anh ngủ. Nếu anh không chịu nghe em nói, em chịu đựng nhiều lắm rồi. Anh thích đày đọa tinh thần em lắm sao? Từ đó đến giờ, em chịu đựng chưa đủ sao? Nét mặt Phong thay đổi như một thoáng rung động, sau đó trở lại vẻ cứng rắn. Anh biết, sống với anh, em chỉ có chịu đựng. Em có thể nghĩ cách giải thoát đó. Đụng tới anh là đem chuyện đó đai nghiến em. Thu Lam muốn hét lên như vậy, nhưng cô không dám nói. Cô đến đứng trước mặt Phong, ngồi dưới sàn gạch, nhưng không dám liều lĩnh nhiệt tình như lúc nãy. Cử chỉ của cô làm Phong đứng dậy đi về phía bàn, vẻ như tránh. Anh vẫn tránh nhìn đến cô, khuôn mặt vẫn lãnh đạm. Những gì em gây ra cho anh còn đau hơn sự xảo quyệt của Hải Quyên, và anh không đủ vị tha để bỏ qua. Anh nói như vậy để em hiểu, đừng chờ đợi ở anh cái gì tốt đẹp nữa. Thu Lam chợt bật nói những ấm ức cô giữ trong lòng. Ai không có những lỗi lầm? Anh có nghĩ đến những gì anh gây ra cho em không? Nó còn đau đớn gấp trăm lần. Nhưng mà em đã chịu đựng và đã bỏ qua. Còn anh thì quá cố chấp. Anh coi trọng tự ái của anh hơn sự đau khổ trong lòng em.
cho nên em tìm sự an ủi ở bạn trai của em, dù là nó chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Anh Phong, Thu Lam kêu lên ức ức. Nhưng thôi, đừng đem chuyện này ra nói nữa, anh không muốn nghe. Bây giờ ra thế nào đi nữa thì em cũng đã rồi, cái gì đã nói ra thì không lấy lại được. Chứ em xin lỗi được không? Thay vì nói câu đó, em nên về phòng đi và đừng quấy rầy anh. Anh không muốn nói chuyện hoặc thấy em. Thu Lam cười buồn. Sống trong nhà này, em luôn chịu đựng sự bất công, nhất là do anh. Hình như anh không nghĩ là em cũng biết tự ái. Cô đứng dậy, đứng một khoảng xa xa với Phong. Từ đây về sau, em sẽ không làm phiền anh nữa. Cô đi ra, Phong vẫn không ngoái lại. Thu Lam không hiểu được tại sao anh cố chấp đến vậy, không hề biết mềm mỏng. Lâu rồi cô đã quen với thái độ say đắm của anh dành cho mình. Bây giờ mất nó, cô thấy chơi vơi vô cùng. Lần đầu tiên, Thu Lam thấy dao động. Cô nghĩ tới tường và muốn tìm một sự bình yên hoàn toàn. Trong cảm giác chơi giới đó, cô gọi điện tới anh ta để hẹn gặp. Chương 10, chương cuối. Thu Lam đến quán cà phê Bình Minh. Cô mang kính đen, chọn một góc trong phòng ngồi chờ tường. Cô đã đi sớm nửa giờ để suy nghĩ về việc làm của mình, nhưng cô không nghĩ gì được ngoài cảm giác bất an. Rồi Tường đến, anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thu Lam. Gặp mình mà phải mai danh ẩn tích kiểu này sao? Thu Lam gỡ kính đặt xuống bàn. Tường có bận gì không? Tường trả lời bằng một câu hỏi. Chuyện của Lam thế nào rồi? Tại sao lên đây mà không nói cho mình biết? Thì bây giờ mình đã gọi đây. Anh ta cư xử với Lam thế nào? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là giải quyết cho rõ ràng chuyện của mình và Tường. Tường không trả lời dội. Anh ta quay qua gọi nước và im lặng kéo dài đến mãi tận lúc ly nước mang ra. Anh ta vẫn không nói gì. Thu Lam lên tiếng như thăm dò. Tường đang nghĩ gì vậy? Mình chờ Lam nói tiếp cách giải quyết của Lam mà có liên quan tới mình. Thu Lam đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên. Cả thời gian dài, anh Phong không hề nhìn đến mình. Mình sống trong trạng thái phập phồng và khổ sở. Thế rồi hôm qua, mình có ý nghĩ sẽ ly dị, rồi sẽ tìm cuộc sống mà mình nghĩ là hạnh phúc với Tường. Tường hơi nghiêng người tới trước, đôi mắt lóe lên. Có nghĩa là Lam đã chọn lựa. Không. Để mình nói tiếp. Khi nghĩ cách giải quyết đó, mình không hề có cảm giác hy vọng hứa hẹn, mà chỉ thấy thêm hoang mang. Nói chung là rất nặng nề. Tại sao? Mình không giải thích được. Đứng trước sự đổ vỡ, ai lại không có tâm lý đó? Nhưng rồi nó sẽ qua đi. Vậy Tường có không? Tường thành thật. Mình cũng có, nhưng mình nghĩ tới hạnh phúc với Lam nhiều hơn. Rủ mà không có thì sao? Rủ khi đã bồng bột ly dị, Tường mới thấy vương vấn vợ. Lúc đó thì sao? Mình nghĩ là không. Tường nghĩ chứ không phải là khẳng định. Anh ta nhìn cô chăm chăm. Vậy cuối cùng Lam muốn gì? Mình muốn khuyên Tường nên tỉnh mộng lại. Tường lầm đi. Lam nói với mình chuyện đó làm gì? Vậy thì thôi luôn đi, gặp mình để làm gì? Đã là bạn thân, thân đến mức mình kể hết chuyện của mình, thì khi kết thúc cũng phải có hậu chứ. Mình không thể im lặng cho qua, như vậy có vẻ thiếu trách nhiệm quá. Tường vẫn lầm lì. Anh ta đã hắc khổ như vậy, Lam khổ đến mức muốn ngã về mình, vậy mà cuối cùng lại hèn nhát chịu đựng. Vì mình hy vọng sau này mình còn có cơ hội làm quà, lúc đó thì hạnh phúc mới thật sự bền vững. Mình đã lần lượt chiếm được tình thương của gia đình chồng, bây giờ kiên nhẫn một chút còn hơn. Tường ngắt lời. Còn hơn phiêu lưu vào cuộc hôn nhân mới. Đúng, cái đó là phiêu lưu. Cô trầm ngâm một lúc rồi nói một cách nhiệt tình. Tường hãy nghĩ kỹ đi. Sợi dây ràng buộc của gia đình tuy vô hình nhưng trói buộc chặt lắm. Khi nào mất đó, Tường sẽ thấy mình mất phương hướng. Chính cảm giác đó sẽ làm Tường bất an, tiếc nuối và chẳng thể sống hạnh phúc với mình. Mình yêu Lam, nhưng đó là chuyện của quá khứ, bây giờ khác rồi. Đừng đem quá khứ áp đặt vào hiện tại. Cuối cùng, cái đẹp của quá khứ cũng chết luôn. Tường chua chát. Con người bay bướm trụy lạc như anh ta, cuối cùng cũng có người vợ thông minh. Ông trời quả thật là bất công. Thu Lam sửa lại. Trời không bất công, mà cho tất cả mọi người những cái được và mất. Chính anh Phong
cũng đã phải trả giá cho những gì anh gây ra. Tường buông một câu với đầy đủ ý nghĩa nhất, làm là mình hụt hẫng, thất vọng. Thu Lam chớp chớp mắt, như giấu một nỗi bức rất chôn giấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Đừng buồn mình, Tường có biết khi giải quyết như vậy, mình phải trải qua sự dây dứt thế nào không? Mình lại nghĩ làm phủi tình cảm của mình như phủi hạt bụi trên áo. Thu Lam mân mê ly nước, giọng trầm trầm nhỏ nhẹ. Khi còn trẻ, người ta lấy tình cảm của người khác làm đồ trang sức cho lòng kiêu hãnh. Nhưng khi đã qua thời bồng bột, người phụ nữ xem cái đó như một món nợ mà mình trót vai. Nếu không trả được thì lòng rai rứt, mình nghĩ như vậy đó. Tường khẽ gật đầu, khuôn mặt đăm chiêu. Mình hiểu rồi. Anh ta chợt cười tư lự. Không ngờ cô bạn gái mấy năm trước đây còn bồng bột khờ khạo, mấy năm sau đã trở thành một phụ nữ thâm trầm sâu sắc. Lam làm mình càng thêm buồn. Nhưng Tường có bị thuyết phục không? Lam đã nói như vậy thì mình có ngoan cố cũng không được gì. Anh ta chợt ngừng lại, nhìn vào mắt Thu Lam. Trong mắt vợ chồng Lam, có lẽ mình đã hành động bập chợp lố bịch. Với mình thì tuyệt đối không. Mình chỉ nhìn thấy mình được một người hết lòng với mình. Trên đời này chưa chắc có nhiều người được như vậy. Tiếc là mình không đáp lại được. Tường cũng đừng hối hận. Tường lắc đầu. Mình đâu có hối hận. Cho dù anh ta hay Lam có cười về việc làm của mình thì mình vẫn chấp nhận. Vì mình đã đem cái tình ra để mà cư xử. Còn ai dùng lý để phán xét là quyền của người ấy. Thu Lam không trả lời, cô hiểu sâu hơn những điều Tường nói. Với những tình cảm tinh tế như vậy, ngôn ngữ trở thành thừa. Tường nói tiếp như nói một mình. Có lẽ lâu lắm, mình mới lấy lại quân bình. Và cố gắng tìm hiểu vợ, sự cố gắng nào cũng được đền đáp cả. Rồi chợt thấy mình có vẻ lý thuyết quá, cô im bặt, hơi ngượng. Tường mỉm cười như hiểu. Không sao cả, mình nghe mà. Ừ, thì như vậy đó. Có lẽ mình sẽ nghĩ lại, xây dựng thì khó, đập đổ thì dễ. Nhưng không chịu khó xây dựng, thì cuối cùng chẳng được gì hết. Anh ta chợt nhìn ra ngoài đường, rồi ý tứ nhìn Thu Lam. Trưa rồi đó, có lẽ Lam nên về sớm đi. Thu Lam vén tay áo nhìn đồng hồ, nhưng vẫn ngồi im. Khi nào rảnh, rủ vợ ghé nhà mình chơi. Có lẽ sẽ như vậy. Vậy mình về nha. Lam về trước đi, mình sẽ ngồi lại đây thêm một lát. Thu Lam đứng dậy mang kính, rồi đẩy ghế bước ra ngoài. Tường dặn theo. Chạy xe cẩn thận. Cô không trả lời, chỉ quay lại cười. Nhìn khuôn mặt của Tường trong khoảnh khắc đó, lòng cô chợt lâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô muốn nói với Tường rằng cô quý mến anh ta vô cùng, nhưng đôi chân cứ đưa cô đi ra ngoài. Thu Lam vừa về nhà thì chị bếp Hơn Hải chạy ra tìm cô. Cô Hai, trời ơi, may quá cô về rồi. Chuyện gì vậy chị? Không biết cô Trần có chuyện gì mà tôi gọi cửa hoài không được. Suốt sáng nay không thấy cổ xuống ăn sáng, tôi nghi nghi. Chưa nghe hết câu, Thu Lam đã chạy bay lên lầu. Cô đập mạnh cửa. Nhã Trân, cô mở cửa đi, mở cửa. Trong phòng hoàn toàn im lặng, cả hai nhìn nhau lo ngại. Rồi Thu Lam kêu lên. Phải phá cửa vào thôi, chuyện này đã xảy ra một lần rồi. Vậy để tôi đi tìm cái búa. Và chị ta vội chạy xuống. Thu Lam thở dốc, đứng tựa vào tường cho đỡ mệt. Viễn ảnh trong nhà lại có chuyện bi kịch, làm cô kinh hãi cả người. Chị bếp lại trở lên, tiếng đập cửa chan chát như dội vào tai Thu Lam, làm cô thấy căng thẳng thêm. Khi hai người mở được cửa thì thấy một cảnh tượng đáng sợ. Nhã Trân nằm dưới sàn gạch, áo quần xốc xếch. Nhưng cô ta không giãy giụa mà chỉ nhắm mắt nằm im. Thu Lam nâng đầu cô ta lên sờ vào mũi, hơi thở nhẹ yếu, chứng tỏ Nhã Trân còn sống. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô và chị bếp xốc Nhã Trân đưa xuống nhà xe, rồi cô tự mình lái đến bệnh viện. Ngồi chờ bên ngoài, chị bếp chỉ cho cô tờ giấy. Hồi nãy, khi thấy cái thư này trên bàn, tôi bèn bỏ vào túi để đưa cô sao, cô đọc đi. Thu Lam mở thư, cao tráng, đọc chăm chú. Nhã Trân viết thư tuyệt mệnh, nhưng rất vắn tắt vài hàng chữ tuyệt vọng. Cuộc đời chẳng còn gì đáng sống, tôi chỉ muốn giải thoát, xin mọi người đừng nhớ đến tôi. Tự nhiên Thu Lam ứa nước mắt. Một người làm khuynh đảo mọi người, làm gia đình nổi sóng, cuối cùng sa vào bế tắc và giải quyết cuộc đời bằng cách như vậy.
Giờ đây những hận oán trong lòng cô xóa sạch, và cô thấy thương cho Nhã Trân. Khi được đưa lên phòng nằm riêng, Nhã Trân nói với Thu Lam trong trạng thái mơ màng: "Chị đừng nói với ai chuyện này." Thu Lam ngồi xuống cạnh giường: "Nhưng phải cho mẹ biết chứ cô Trân." Nhưng Nhã Trân không trả lời, cô chìm dần vào cảm giác lơ mơ và ngủ thiếp đi. Thu Lam vẫn ngồi trong chừng bệnh nhân, cô không muốn gọi Phong hay bất cứ ai trong nhà. Phong thì cô đang giận, còn hai người kia thì đang đi du lịch. Ngẫm nghĩ lại, cô thấy hình như khi trong nhà có chuyện, cô chính là người lãnh đủ. Nhưng bây giờ thì điều đó không quan trọng, không còn hờn oán, uất ức như trước đây. Mà cô thật sự lo, thật sự tội nghiệp. Buổi tối xuống, Thu Lam đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Chị Ngọc vừa mang cơm đến, nhưng cô vẫn không buồn ăn. Hình như Phong vẫn chưa dậy và không hay chuyện này, nên không thấy anh đến. Nhà thì mạnh ai nấy đi. Phòng bệnh thì chỉ có hai người. Sự vắng lặng làm Thu Lam có cảm giác thật cô đơn. Phía sau Thu Lam, Nhã Trân đã thức. Cô nhìn cô chị dâu của mình một cách buồn bã. "Chị Lam." Thu Lam quay lại. "Cô dậy rồi hả? Có thấy đói không?" Vừa nói, cô vừa bước đến giường Nhã Trân, nhìn về phía chiếc bàn. "Cái đó là cơm phải không? Cho em ăn một miếng." Thu Lam trải tờ báo lên giường, dọn mấy thứ mà chị bếp mới mang vào. "Tôi cũng chưa ăn, chờ cô thức cùng ăn cho vui." Cô đến, thấm ướt chiếc khăn, rồi đưa cho Nhã Trân. Cô lau mặt đi cho tỉnh. "Em cảm ơn." Lần đầu tiên Thu Lam nghe Nhã Trân xưng hô với mình một cách thân thiết nhún nhường. Cô cũng dịu dàng. "Có gì đâu." Hai chị em lặng lẽ ăn. Nhã Trân hỏi với vẻ lo lắng: "Ở nhà có ai biết em vô đây không?" "Không, anh Phong đi suốt ngày nay, chị cũng không cho hay. Nhưng tại sao cô muốn giấu?" "Em không muốn làm phiền ai hết. Không hiểu sao lần nào em có chuyện, bên cạnh em cũng là chị." Thu Lam mỉm cười: "Chị cũng không biết, chắc tại chị là người hay ở nhà nhất." Nhã Trân hiền hòa: "Nhưng có chị ở đây em thấy dễ chịu hơn anh Phong. Vì thế nào anh cũng mắng em." Trong lúc này chị nghĩ anh không mắng đâu. Nhưng tại sao cô làm như vậy? Thật dại dột. "Em thấy mình vô dụng quá, cô đơn quá. Giờ đã ra thân tàn mai dại thế này. Mỗi lần nhìn mình trong gương, em chỉ muốn chết." Thu Lam nhìn Nhã Trân một cái theo bản năng. Nhưng không nhìn thì cô cũng đã thấy vẻ tiều tụy của Nhã Trân. Với người vừa qua cơn bệnh, người ta có thể gầy gò, nhưng không đờ đẫn ngây dại như vậy. Có lẽ Nhã Trân cần một nghị lực ghê gớm mới vượt lên nổi. Nghĩ như vậy, cô chợt thấy người làm việc đó sẽ là mình. Cô nói nhẹ nhàng: "Thực ra cô chỉ bị vấp ngã, mọi chuyện đâu phải không cứu vãn được. Cô còn trẻ, nhà mình còn khả năng để lo cho cô." "Nhưng em thì làm được gì nữa bây giờ? Em bệnh hoạn hư người rồi." Thu Lam bật cười: "Không được bi quan, cô chỉ hơi yếu vì vừa qua đợt điều trị, chứ có phải tật nguyền đâu. Đừng có tưởng tượng mình là phế thải nữa. Mình thật sự đã là vậy rồi. Em bây giờ còn gì nữa? Bạn bè lúc đi học thì ai dám chơi với dân nghiền, còn bạn bát nháo thì làm em kinh tởm. Em cô đơn lắm." "Chị biết cảm giác đó không dễ chịu gì, nhưng đem so với chuyện chết thì nó quá nhẹ." Nhã Trân ngần ngấn nước mắt: "Chị biết em đã yêu cái tên ma cô đó thế nào không? Em cũng không hiểu sao em mù quáng đến vậy. Điều làm em đau nhất là cả một người không ra gì như hắn cũng khinh khi em. Nói gì tụi con trai đàng hoàng, ai dám yêu em nữa." Thu Lam tò mò: "Bây giờ cô còn thương anh ta không?" "Hết rồi, nhưng em đau lắm. Em thèm có người yêu đàng hoàng như mấy đứa bạn, nhưng ai tới với em cũng toàn là dân không ra gì, toàn là lợi dụng. Chị coi sống như em có đáng sống không?" Thu Lam nói như gợi ý: "Sao cô không đi học lại, sau đó đi làm, cô còn trẻ mà." Thấy Nhã Trân im lặng như suy nghĩ, cô nói tiếp: "Cô đã bỏ học giữa chừng, rồi nghĩ là mình vô dụng. Nếu như tiếp tục học trở lại, làm lại cuộc đời, rồi cô cũng như người bình thường thôi. Nhưng nhà mình đâu còn như xưa nữa, lo cho em nổi sao?" Thu Lam mỉm cười: "Anh Phong đủ sức nuôi cô mà, sợ gì?" "Chị không khó chịu chứ?" "Không hề, miễn là nhà mình ai cũng vui vẻ và đừng nghi kỵ chị." Cô chợt im bặt vì nghe tiếng gõ cửa. Cô bỏ muỗng xuống đi mở cửa.
Phong ào vào như một cơn gió lốc. Anh không nhìn Thu Lam mà đi thẳng đến giường Nhã Trân, nhìn những chén đĩa còn bày trên giường, rồi ngồi xuống ghế phía cửa sổ, giọng không giận không vui. Đỡ chưa? Em đỡ rồi, Nhã Trân nói nhỏ nhẹ. Thu Lam khép cửa lại, cô quay vào dọn bàn ăn. Cô và Nhã Trân đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn như trao đổi, rồi cô khẽ lắc đầu nói nhỏ. Chắc ảnh không làm dữ đâu. Nhưng Nhã Trân vẫn không yên tâm. Cô đã từng quậy và từng bị ông anh đập cho mấy trận nên thân, nên dần dần cô đâm ra ngán. Nhất là bây giờ, sự suy sụp về tinh thần đến thể chất, cô càng dễ bị dao động hơn. Phong cứ ngồi mãi bên cửa sổ hút thuốc, thái độ trầm ngâm. Thu Lam định nhắc anh đừng hút thuốc, nhưng không dám. Dọn dẹp xong, cô cứ ngồi yên bên giường, sẵn sàng can thiệp nếu Phong nổi nóng với Nhã Trân. Một lát anh quay lại. Bác sĩ nói chừng nào xuất viện? Em chưa biết, em không có hỏi. Trong phòng lại im lặng, không ai nói chuyện với ai. Cuối cùng Thu Lam lên tiếng. Anh về nhà ngủ đi, để em ở đây. Phong đứng lên, nghiêm mặt nhìn cô. Em ra đây. Anh bỏ ra ngoài, thái độ đó làm Nhã Trân rưng rưng nước mắt. Có lẽ anh ghét em, nên không muốn chị săn sóc em. Thu Lam rất ngạc nhiên khi Nhã Trân nói như vậy. Hình như tâm lý mặc cảm làm cô suy diễn lan man. Mà cô cũng không tin Phong cư xử thẳng tay với em gái mình như vậy. Cô lắc đầu mạnh mẽ. Không phải đâu. Cô là em chứ đâu phải là kẻ thù của ảnh. Nhưng em đã từng mất dạy, trong nhà ảnh ghét em nhất. Rậy đâu phải là ghét, đừng có nghĩ lung tung. Cô nằm xuống đi. Nhã Trân ngoan ngoãn theo lời cô. Thu Lam ân cần kéo mền lên đắp cho Nhã Trân rồi đi ra ngoài. Phong đứng chờ cô ở hành lang. Cô đến đứng cạnh anh, tì tay trên lan can. Cô nói ngay trước khi anh có thái độ mà cô nghĩ là sẽ rất gay gắt. Nhã Trân đang có tâm trạng yếu đuối lắm. Anh biết khi anh gọi em ra đây, cô nghĩ gì không? Nghĩ gì? Cô cho là anh ghét cổ và không cho em săn sóc cổ. Phong ngạc nhiên quay lại nhìn cô rồi nhìn ra phía trước. Khùng. Không khùng đâu. Từ đó giờ cô quen nghĩ anh ghét cổ rồi. Lúc này cô sợ tất cả mọi người, sợ bị bỏ rơi, cho nên anh đừng quát mắng cổ. Quát mắng à? Anh đâu có điên mà làm chuyện đó lúc này. Nhưng anh đã từng đánh, từng... Tùy lúc để cư xử, đừng nói chuyện đó nữa. Em có biết tại sao nó làm vậy không? Thu Lam không trả lời, chỉ chìa lá thư tới trước mặt Phong. Anh bật quẹt sôi để đọc, rồi im lặng xếp thư lại lẩm bẩm. Anh cũng đoán là vậy. Nét mặt Phong buồn hẳn đi. Một nỗi buồn dây dứt vì phải sống thường xuyên trong tâm trạng khổ tâm. Thấy Phong không nói gì, Thu Lam dè dặt. Anh về đi, em ở lại đây cho. Cô định đi, nhưng Phong đã đưa tay giữ tay cô lại. Tại sao không gọi điện cho anh biết? Thu Lam hơi lúng túng và cứ đứng lặng thinh. Phong nhắc lại, trả lời đi. Thấy cô vẫn đứng yên, anh gằn giọng. Anh không lý giải nổi, tại sao gia đình anh có chuyện như vậy mà em không cho anh hay? Thu Lam giải thích một cách vụng về. Nhã Trân không cho nói với ai. Đó không phải là lý do chính đáng. Anh thừa hiểu không phải là vậy. Hãy nói thật lòng em đi. Em không biết. Điều đó có nghĩa là em muốn gạt anh qua một bên, hoặc anh không xứng đáng để giải quyết. Thậm chí nếu bản thân em có gặp chuyện gì đó thì người đầu tiên em nghĩ đến không phải là anh. Phong nói không đúng. Lúc trưa nay, khi phút đầu tiên nghe chị Bếp báo tin, cô đã nghĩ ngay đến Phong. Bản năng làm cô thấy cần anh, nhưng không hiểu sao bây giờ cô không nói ra được và cứ lặng thinh. Cô không biết Phong đang tự ái bị xúc phạm, không phải chỉ chuyện này mà chủ yếu là chuyện của Tường. Vậy nên khi cô không giải thích, anh giận bùng lên. Cô đã quên coi thường tôi rồi có phải không? Không phải, nhưng... Phong ngắt lời. Ngay cả chuyện em gái tôi tự tử, cô cũng không thèm gọi tôi về giải quyết. Cô phải là trong thâm tâm của cô. Cô luôn nghĩ tôi là gánh nặng không? Chỉ có như vậy, người ta mới có tâm lý tránh né. Anh Phong, sao lại cãi nhau trong bệnh viện? Phong nóng nảy. Đừng quan tâm chuyện đó. Hôm nay, hãy nói cho rõ ràng chuyện hiện tại. Cô đã làm quá sức chịu đựng của tôi. Cô muốn gì? Thu Lam hoang mang. Ý anh muốn nói cái gì? Chuyện cô làm hôm nay với tôi là một sự khiêu khích. Tôi cần giải quyết cho dứt khoát.
đừng kéo dài tình trạng nhập nhằng này nữa. Thu Lam hoang mang vô cùng, cô lén nhìn qua Phong. Trong bóng tối, cô vẫn thấy được vẻ mặt bừng bừng giận dữ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cũng cảm thấy được mối đe dọa trước mắt. Lẽ ra cô không nên tự ái như trưa nay, vì nó làm Phong bị xúc phạm. Cô lúng túng nói nhanh. Anh bị thành kiến về em quá rồi, cho nên một chút sai lầm của em cũng làm anh bị lệch lạc. Không lệch lạc đâu, hãy nói thẳng đi. Nếu cảm thấy tôi chỉ làm khổ cô, thì cứ nói dứt khoát. Đừng có sống chung với nhau mà coi thường như vậy. Thu Lam buộc miệng. Anh cố chấp quá mức rồi, trong khi em thấy chuyện này không có gì quá đáng cả. Phong nghiến răng nói dứt khoát. Cô hãy về nhà mẹ cô đi, rồi suy nghĩ kỹ xem cần phải làm gì. Cả tôi cũng nên xét lại mối quan hệ này. Năm dài tháng rộng mà, không cần vội. Thu Lam điếng người. Anh đuổi em đi khỏi đây phải không? Phong chưa kịp trả lời thì phía sau giọng Nhã Trân vang lên. Sao anh cư xử thẳng thừng như vậy? Cả Phong và Thu Lam đều quay lại giật mình, vì trong lúc căng thẳng mình đã nói quá lớn tiếng. Phong dịu giọng lại. Sao em ra đây chi vậy? Nhã Trân nhìn anh như trách. Em đứng để nghe xem anh chị nói gì có liên quan đến em không. Em không biết anh chị có chuyện gì, nhưng anh không nên đuổi chị Lam như vậy, quá đáng lắm. Phong khoát tay. Được rồi, chuyện không có gì lớn lắm đâu, em vào nằm nghỉ đi. Thu Lam cũng cố gắng dằm tâm trạng bức xúc, cô nói nhẹ nhàng. Chỉ là hiểu lầm chút thôi, không phải tại cô đâu. Nếu tại em thì anh cứ giận em, nhưng em không muốn anh thẳng tay với chị Lam. Phong suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho Nhã Trân vào phòng. Em chưa bình thường được đâu, đừng quan tâm tới cái gì khác. Vô ngủ đi, để anh về. Thu Lam không nói gì. Mặc dầu rất uất ức, rất muốn nói cho ra lẽ, cô hiểu Phong cũng vì Nhã Trân nên phải nén lòng bỏ về. Nếu anh trở lại, có lẽ chuyện càng trở nên trầm trọng hơn. Khi trong phòng còn lại hai người, Nhã Trân nằm ngước lên trần nhà tư lự. Nhà mình đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, bây giờ em chỉ muốn gia đình vui vẻ. Chị đừng bỏ về nhà mẹ chị, em xin chị đấy. Tại sao cô nói như vậy? Bây giờ chị là chỗ dựa tinh thần của em, nhà không có chị, em thấy vắng vẻ lắm, em chịu không nổi. Thu Lam bồi hồi trong lòng, bất giác cảm giác căng thẳng lúc nãy được vơi đi. Cô cũng nằm xuống giường, quay mặt về phía Nhã Trân rồi dịu dàng. Cô ngủ đi. Nhã Trân khép mắt lại, lát sau thì ngủ say. Thu Lam vẫn nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn. Cô lần lượt nhớ lại sự hận ghét của mình đối với Nhã Trân, nhớ lại những khốn khổ mà cô em chồng ngoan ngoắt gây ra. Nhưng bây giờ mọi việc đã thay đổi. Chẳng còn thành viên nào trong gia đình là nỗi ám ảnh của cô nữa. Nhớ tới đó, Thu Lam nghĩ về Phong, về tính tự ái cao ngút trời và sự cố chấp của anh. Cô nhớ lại những lời thuyết phục, nhẫn nhịn, kiên trì của mình. Thốt nhiên có một ý tưởng bốc lên. Cô chẳng muốn thụ động nữa, mà bắt anh ta phải khuất phục cái lòng cao ngạo đó. Nếu anh ta yêu cô, thì anh ta phải biết dập tắt lòng kiêu hãnh đối với cô. Nhã Trân còn ở bệnh viện mấy ngày nữa, bà Định và Phương cũng đã về. Có thêm người, Thu Lam ít vô bệnh viện hơn, cũng ít đối diện với Phong. Không hiểu sao anh không tiếp tục câu chuyện nói dở dang, và mỗi lần gặp mặt cũng tránh mặt cô. Cô có cảm giác sự có mặt của mình làm anh thấy khó chịu. Khi Nhã Trân xuất viện, bà Định tổ chức một tiệc nhỏ trong gia đình. Bà bảo là mừng Nhã Trân thoát nạn, và điều cốt yếu là bà muốn mọi người trong nhà có dịp họp mặt với nhau. Bà đặt bàn tiệc ở nhà hàng, mọi người đều vui vẻ dễ chịu. Nhã Trân có vẻ vững vàng hơn lúc còn trong bệnh viện. Cả Phong cũng dẹp bỏ thái độ lầm lì thường ngày, hay ít ra anh cũng thấy nhẹ lòng vì cô em gái. Anh cư xử với Thu Lam tuy hơi có chút xíu xa lạ, nhưng mọi người đều không nhận ra điều đó. Khi rời nhà hàng, chỉ có hai người riêng một xe, anh trở lại vẻ lãnh đạm gần như khắc nghiệt đối với cô. Thu Lam tuy không thể chịu đựng nổi, nhưng cô vẫn gợi chuyện một cách bình thản. Hôm đó ở bệnh viện nói chưa xong, anh không nói tiếp sao? Đừng khơi lại chuyện đó nữa. Anh còn giữ ý định đuổi em về nhà mẹ không? Tôi muốn mỗi người sống riêng một thời gian để có dịp nhìn lại mình. Cô nghĩ lệch lạc thế nào là tùy cô. Thu Lam nhìn đăm đăm ra phía trước, mặc dù cố gắng tập trung tinh thần để chọn từ ngữ thật đắt để thuyết phục.
cô vẫn thấy mình nói năng lộn xộn. Giọng cô bắt đầu hơi hấp tấp. Em không giải thích về việc làm của em nữa. Em chỉ nói với anh điều này. Có lần quá chán nản cách cư xử của anh. Em có ý nghĩ ly dị. Nhưng khi nghĩ như vậy, em cũng không thấy cái đó là lối thoát. Chỉ khổ sở thêm. Cô ngừng lại, hơi quay qua nhìn Phong chờ anh phản ứng. Nhưng nét mặt Phong chỉ thoáng cao lại, rồi trở lại vẻ lạnh tanh. Thu Lam liếm môi nói tiếp. Trước đây dù trong nhà gặp chuyện gì, em cũng ráng chịu cho qua. Lúc anh đem bé Trí về, em hoàn toàn sụp đổ. Nhưng rồi em nghĩ xây dựng gia đình rồi thì phải biết vị tha với nhau để vượt qua. Và em đã cố kiềm chế tức giận để tha thứ cho anh. Hình như sự cố gắng đó của em, anh không hiểu. Cho nên khi em có lỗi, anh cũng không đem lòng kiên nhẫn của anh ra cư xử với em. Anh coi trọng tự ái của anh hơn cái buồn khổ của em. Bây giờ thì em không chịu đựng được nữa. Mà chẳng lẽ anh đợi em tự tử như Nhã Trân anh mới hiểu? Phong im lặng. Thu Lam nhìn anh chăm chăm. Cô muốn hét lên, lay chuyển sự sắt đá của anh. Nhưng nhớ lại ý định của mình, cô lặng thinh không nói nữa. Chợt có tiếng tín hiệu máy. Phong thờ ơ lấy ra nghe. Xong anh cất vào túi. Thu Lam nhìn theo một cách tò mò. Có điều gì bí mật trong cử chỉ của Phong, nhất là cái cách gọi vào đêm khuya thế này. Cô nhìn anh nghi ngờ. Nhưng cô chưa tìm được câu thích hợp để hỏi anh thì anh ngưng xe trước nhà. Vào đi. Còn anh đi đâu? Tôi phải đi công chuyện một chút. Đêm khuya thế này mà anh cũng có công việc được sao? Phong im lìm nhìn thẳng phía trước như không muốn giải thích. Cử chỉ đó càng làm cô tức điếng trong bụng. Cô dằn dỗi bước xuống, tự thề với mình đây là lần kiên nhẫn cuối cùng. Như chỉ đợi cô xuống xe, Phong chạy tiếp ngay. Thu Lam đứng nhìn theo mà tức run cả tay chân. Cô định quay vào thì chợt thấy một chiếc taxi chạy trèo tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chợt gọi lại và nói hấp tấp. Anh hãy chạy theo chiếc xe phía trước giùm tôi. Dừng. Anh tài xế nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô như hiểu và cho xe chạy đến hết tốc độ. Chỉ một lát sau, chiếc xe Toyota đã ở trong tầm mắt Thu Lam. Tim cô đập nhịp gấp gáp, đến mức cô phải hé miệng ra để thở. Những ý nghĩ nghi ngờ quanh quẩn trong đầu làm cô không sao bình tĩnh được. Thấy Phong dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, Thu Lam hấp tấp bảo anh tài xế ngừng lại. Ngồi trong xe, cô đã thấy một người đàn ông mở cửa cho Phong. Đứng sau là một phụ nữ. Không kịp suy nghĩ, cô mở nhanh cửa bước xuống, đi về phía họ, đứng sững và quắt mắt nhìn Phong. Hai người họ nhìn cô như dò hỏi. Phong có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Lam. Anh chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng giọng run run. Không ngờ con người anh là vậy. Anh không bao giờ thay đổi cả. Vừa mới bỏ người này đã có ngay người khác. Ban đầu Phong không hiểu ý cô, nhưng sau đó anh vụt nhận thức được sự nghi ngờ của Thu Lam. Anh khẽ cau mày. Đừng nói bậy. Thực ra nếu còn bình tĩnh, hẳn Thu Lam sẽ thấy ngay hai người kia là vợ chồng. Nhưng nãy giờ bị nỗi nghi ngờ ám ảnh, cô nhìn vấn đề trở nên thiên lệch. Trước mắt cô đó là một Hải Quyên và Trần thứ hai. Điều đó làm cô đau đớn phẫn nộ vì cảm giác bị lừa gạt. Cô nói như hét. Rồi anh sẽ hối hận về chuyện này. Người phụ nữ chợt lên tiếng rối rít thanh minh. Chị Lam à, đừng có nghĩ bậy, không phải như chị nghĩ đâu. Chị đừng nghi ngờ anh Phong như vậy. Ngay cả cách giải thích, chị ta cũng không nói rõ ràng. Nếu bình thường, chỉ cần nói một câu cũng đủ sáng tỏ. Nhưng vẻ hừng hực của Thu Lam làm chị ta quýnh quán, diễn đạt lan man. Điều đó làm tệ hại hơn. Thu Lam quay quắt lại nhìn chị ta. Chị không cần phải thanh minh. Cô quay qua nhìn Phong căm hận. Tôi sẽ làm cho lương tâm anh bị cắn rứt suốt đời. Thu Lam. Phong gọi như răng đe. Nhưng Thu Lam không cần quan tâm. Cô quay quắt trở lại chiếc taxi, đóng sầm cửa, ngồi gục đầu vào thành ghế trước. Anh taxi hỏi mấy lần nhưng Thu Lam vẫn không chú ý. Cuối cùng anh ta quyết định đưa cô trở lại chỗ cũ. Thái độ của Thu Lam làm ba người đứng ngoài đường cũng hơi rối. Phong sợ cô liều lĩnh làm bậy nên vội đi trở lại xe. Anh thò đầu ra ngoài nói với người bạn còn đứng trong cửa. Tao về, lát nữa tao gọi cho mày. Người phụ nữ dặn theo. Nhanh đi anh Phong, coi chừng chị ấy làm chuyện dại dột đó.
anh phải chịu khó giải thích nghe. Phong chỉ gật đầu, anh cho xe quay đầu lại, đuổi theo chiếc taxi phía trước. Thái độ anh nhìn tưởng như rất bình thản phớt lờ, nhưng trong mắt lại là một sự lo âu đen tối. Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà của Phong. Thu Lam mím môi bước xuống, quên phát cả chuyện trả tiền. Anh tài xế gọi lại, cô mới nhớ ra và quay lại mở bóp. Phong bấm chuông rồi quay ra đứng gần cô. Em đừng làm ầm ĩ trong nhà, giờ này khuya rồi đấy. Thu Lam ngẩng đầu không trả lời, chưa bao giờ cô có thái độ quyết liệt như vậy, đến mức làm Phong cũng thấy lạ. Anh thật sự không yên tâm. Đến khi chị Ngọc mở cửa, anh ra hiệu cho chị ta vào nhà rồi đẩy Thu Lam ngồi xuống băng đá gần đó. Nhưng cô vùng ra mạnh đến bất ngờ. Cô đẩy mạnh Phong làm anh ngã ngửa vào trụ xi măng. Còn cô thì bỏ chạy lên lầu trước cặp mắt ngạc nhiên của chị Ngọc. Phong đuổi theo Thu Lam, nhưng anh vừa lên phòng thì cô đã kịp đóng cửa lại, êm ấm nhưng rất quyết liệt. Anh nhún vai, thở hắt ra một cái. Chuyện kỳ cục này làm anh rất bực mình, nhưng cũng gõ nhẹ cửa. Em có muốn làm gì thì cũng phải mở cửa nói chuyện, đừng làm như vậy, anh không thích. Tiếng Thu Lam vọng ra, nhỏ nhưng giận dữ. Không thích thì kệ anh. Hôm nay em lạ quá, bình thường em làm gì cũng nhẹ nhàng, sao bây giờ trở nên nóng như vậy? Anh hãy tự hỏi mình lại đi. Chuyện anh làm không có gì khuất lấp hết. Tôi sẽ ly dị. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao chỉ có một lỗi nhỏ của tôi, anh cũng làm căng thẳng như vậy. Trước đây quen với chị Quyên, anh còn biết tôn trọng tôi. Bây giờ thì công khai hắt hủi, càng ngày tôi càng tuyệt vọng. Em không được hàm hồ như vậy. Nhưng Thu Lam không nghe, cô quay mặt hẳn ra cửa và nói qua bức phách. Lúc nãy ngồi trên xe, tôi có ý nghĩ muốn chết lắm, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, một người như anh không đáng để tôi phí mình. Cách hay nhất là tránh xa anh, càng sớm càng tốt. Cho đến chết, anh cũng không bỏ được thói lăng nhăng và gạt gẫm vợ. Cách gán ghép của em hồ đồ lắm. Tại sao em lại có thể thay đổi như vậy? Tại vì bây giờ tôi mới phát hiện bản chất của anh. Phong đập nhẹ vào cửa. Mở cửa ra đi. Không. Thôi được, nếu em quên thì anh nhắc cho em nhớ. Hai người đó là vợ chồng hẳn hồi. Tụi nó có dự đám cưới của mình. Tối nay anh rất ngạc nhiên khi thấy em mất hẳn vẻ trầm tĩnh vốn là ưu điểm của em. Cánh cửa bật mở, rồi Thu Lam bước ra, vẻ mặt còn ngạc nhiên hoang mang. Phong lách người bước vào phòng, đề phòng cô lại đóng cửa. Thu Lam đi theo anh, khuôn mặt vẫn ngơ ngác. Sao lúc nãy anh không nói? Anh làm em xấu hổ với họ. Em đùng đùng lên như vậy, nói ra liệu em có nghe không? Thu Lam đứng im, cô tin ngay và tâm trạng thay đổi hẳn. Cơn bừng bừng chợt dịu lại, cô trở lại với phong cách nhu mị thường ngày, cả giọng nói cũng mất đi âm sắc gay góc. Em cũng không biết tại sao lúc nãy mình mất bình tĩnh như vậy. May mà em không làm anh mất mặt bằng cách làm ầm ĩ lên. Cho em xin lỗi, thật tình lúc đó em nghĩ anh... Cô im bặt không dám nói tiếp sự nghi ngờ của mình. Phong kéo tay cô lại gần. Em ghen phải không? Từ đây về sau cho đến khi hai đứa già, em sẽ không bao giờ bị cảm giác đó đâu, không bao giờ. Một Hải Quyên đã là quá đủ rồi. Thu Lam lẩm bẩm. Và đừng có chuyện gì gọi là bi kịch nữa. Em sợ lắm rồi, nhưng... Cô chợt ngẩng mắt lên nhìn Phong chăm chăm, như thể hạnh phúc của cô tùy thuộc vào câu trả lời của anh. Anh có thể quên chuyện của Tường không? Thấy Phong không trả lời, Thu Lam quên mất ý định phản ứng của mình, giọng cô năn nỉ. Em xin anh đừng giận kiểu đó nữa, anh tự ái như vậy, em sống không yên ổn được. Phong chợt cười tư lự, anh nói một mình. Có lẽ anh giận bản thân anh nhiều hơn, dù sao em cũng đã nói sự thật là anh đã từng làm khổ em. Mà sự thật là vậy rồi, thì nói với em cũng vậy thôi. Đừng mà anh, đừng tự ái như vậy nữa. Phong lắc đầu. Từ đây về sau, đừng nhắc chuyện đó nữa. Không, thà anh cứ nói hết rồi bỏ. Chứ em không muốn anh để trong lòng, rồi cứ ngấm ngầm giận em. Anh không có tính hẹp hòi như vậy. Thời gian trước, anh không nói chuyện với em vì anh không chịu nổi cảm giác mình bị coi thường. Cảm giác đó càng bị dữ dội hơn khi em không cho anh hay Nhã Trân vô bệnh viện. Tại sao em làm như vậy? Thật đơn giản. Lúc đó em cần anh, nhưng em lại giận anh. Em cũng không ngờ anh tức dữ như vậy. Nếu tối nay anh không nói chuyện với em,
ngày mai em sẽ bỏ đi. Định đi đâu vậy? Em chưa biết, nhưng không về nhà mẹ em, đi cho anh sáng mắt. Phong tròn tay qua lưng cô, nói bằng giọng hết sức tình cảm. Từ đó giờ, em chịu đựng anh nhiều quá rồi phải không? Không hẳn vậy, có lúc em cũng... Đừng nói dối lòng, lúc nãy em nói một câu làm anh không thể cứng rắn được. Anh định tối nay về nói chuyện với em, chưa nói thì xảy ra chuyện như vậy. Em đã nói gì? Từ đó giờ em luôn kiên nhẫn vị tha để xây dựng trong gia đình. Nhớ lại những gì em đã trải qua, anh thương em vô cùng. Và anh bắt buộc phải dẹp tính tự ái của mình. Không phải chỉ chuyện này mà bất cứ mọi chuyện. Cuối cùng thì em cũng được nghe anh nói như vậy. Em nhu mì lắm và biết nhẫn nhịn. Chính cách sống đó của em mà trong nhà đỡ rối loạn. Em dạy anh cách kiên nhẫn đó. Thu Lam ôm chặt lấy Phong sung sướng. Không phải cô chỉ nhẹ lòng vì sự mâu thuẫn giữa cô và anh được giải tỏa, mà điều chủ yếu là khi nghĩ về gia đình nhà chồng, cô không còn bị cảm giác bức bách nữa. Nằm trong tay Phong, cô chợt nhớ lại cuộc sống của mình từ lúc đầu tiên đặt chân về nhà chồng. Cơn ác mộng đó bây giờ đã qua, nhưng điều chủ yếu là nó sẽ không lặp lại nữa.